行世间洒脱驱走恶土，情和仇天终会报，同行决心一战没有归途，脱洒的碧血青天看到，交心知己生死相随同途，同踏上风沙里肝胆叫好，今生不惜一切未怕煎熬，共你并肩挥我刺刀，当会再血路，万恶当道，天风便传出恶号，幸有着身边好汉英雄伴我老，飘失于恶道，总有你的沿路，同你闯劫拜上路，为保当兵，Cao Nhiên, ngươi đã trúng kế điều hổ Lương Sơn của bọn ta. Bây giờ, theo con đường đã là của Lương Sơn rồi. Tôn mẫu đợi ngươi đã lâu, còn con mau xuống ngựa chịu trói. Cao tặc, còn không mua vũ khí đầu hàng hả? Nếu các ngươi gan như chuột nhắt, mau lấy binh khí. Công Minh ca ca, Công Minh ca ca, Công Minh tiêu sinh vất vả quá, mời mời. Đã thấy sàn đại quan nhân chưa? Vừa nãy báo lại, sau khi thành mất, gia quyến của Cao Niêm thất cổ chết, những kẻ làm ở gia môn vì bỏ chạy thoát thân, sau gia một nhà lớn nhỏ đã được thả, đưa đến doanh trại nghỉ ngơi, nhưng vẫn không tìm thấy sàn đại quan nhân. Bẩm báo đầu lĩnh, vừa bắt được một tên, hắn tự xưng là Ác Kỳ ở đây. Hắn nói hắn biết tin tức của sở đại quan nhân. Hắn đang ở đâu? Ở phía trước. Người dẫn đường đi. Tài đại quan nhân, 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 tài đại quan nhân. Người dám được công hả? Tiểu nhân đâu dám. Ta đã xem đem sở đại quan nhân xuống giếng thật mà. Sở đại quan nhân cái bị ngất ở dưới đó rồi, phái người xuống đó đưa mấy lần. Các mình từ nóng để thiết lưu xuống đem thế nào? Người đi đi. Chính người liên nguyện sở đại quan nhân. Nếu bây giờ xuống coi như là còn chút nhân tính. Đúng đúng, công bình đại ca nói rất đúng. Các vị ca ca, chỉ từng chắc một chút nhé.
Nhưng mà đích thực thì buồn lắm. Cái thằng này bây giờ mà còn đối được, đứng mau đi. Dừng, để xuống đi. Cái người, người lại làm loạn rồi. Đợt này là xuống giếng cứu người. Mang theo hai cây rồi làm gì? Ở dưới đó tối lắm, nếu gặp phải thủy quái thì biết làm sao. Để phải mang rượu đi chém chúng nó. Bình thường thì tưởng hắn gan tài trời, nhận ra là kẻ sợ ma. Không phải để sợ ma, ngẫu nhiên như gặp con ma nữ quỷ thì nó thích đệ rồi. Không cho đệ về thì làm sao đây? Được rồi, hiện đệ mau xuống đi. Nếu phát hiện tương tích thì đại quan nhân tìm kéo cái chuông này, chúng ta sẽ kéo đệ lên. Được, nhanh lên. Nào thiên ngưu cẩn thận, chuẩn bị xong chưa? Đến đâu? Nâng. Tài đại quan nhân, tài đại quan nhân, tài đại quan nhân, tài đại quan nhân. Tờ đại quan nhân. Thiết Ngưu, có sao không? Thiết Ngưu, không sao chứ, không sao chứ. Thiết Ngưu, không sao chứ. Không sao, không sao. Ta không sao. Có thấy đẹp sợ quan nhân ở đâu không? Không. Tờ đại quan nhân, tờ đại quan nhân. Tiết Ngưu sao non quá, không thấy có động tĩnh gì. Cha ta đừng lo. Mau, mau kéo lên. Dùng sức một chút. Tờ đại quan nhân, tờ đại quan nhân. Người đâu? Mau đưa tờ đại quan nhân vào doanh trại, tìm Lang Trung. Mau lên, mau, mau lên. Ca ca không thèm để ý gì đến Thiết Ngưu sao? Thiết Ngưu, nhanh lên. Bao cái Thiết Ngưu lên. Ca ca, kéo mạnh lên. Sao rồi Thiết Ngưu? Mọi người, Thiết Ngưu huynh đệ, mọi người mặc kệ ta dưới giếng, an tâm làm sao được? Huynh đệ, nhất là chúng ta phải lo cho sự đại quan nhân. Nhất thời quên mất đệ, đừng để bụng nhé. Huynh đệ à, sao ca, sao người xấu? Sao ca, thưa Thiết Ngưu. Chúng ta đều là anh em thật, một nhà. Được rồi, đừng có giận nữa. Thiết Ngưu huynh đệ, đi thôi, ta không đi. Hắn không đi. Chúng ta đi thôi. Đi, đi nào. Ca ca. Lão già, Thái quý đại nhân, cầu cầu Thái quý đại nhân. Ai đó? Mà tướng là đồ thống phủ thuộc hạ của Cao Liêm tri phủ Cao Đường. Tướng sơn bảo đánh thành Cao Đường. Cao tri phủ cầm cự được vài ngày, nhưng thành đã bị phá, bị Lương Sơn thảo phấu giết rồi. Lão gia,
Đúng vậy, ta phải bằng người thành trăm mảnh. Thánh thượng, điều đáng đánh giang đầu lĩnh đưa sơn bạc ở Tiến Châu, quả là coi thường đời Bằng Dung rồi, lập thành một đường gian ác, đánh thành cướp bóc, giết hại quan binh ở Tiến Châu, náo loạn Giang Châu. Bây giờ là giết hại bá tánh Châu Cao Đường, cướp sạch cương cứu và lương thực. Đưa sơn đề, đây đã thành mối quả lớn, nếu còn sớm giải quyết, tôi sẽ không thể nào khống chế. Xin thánh thượng nắm bắt thời cơ. Xem ra thế lực chúng đáng thật. Cao Cầu nghe lệnh, ta lệnh ngươi từ đón soái điều phát binh mã, khởi hành ngày về hướng Lương Sơn. Nhớ rõ, phải làm cho gọn, tàn bạc Lương Sơn bạc, thật lĩnh chỉ. Nhưng Lương Sơn là lũ ô hợp, không cần đại quan kinh phạt, cần sẽ cử một người đảm bảo mã đáo thành công. Người là cháu của Hồ Diên Tán, tướng quân tên tiếng Hà Đông từ khi cai quốc, tên thay một chữ trước, dùng hai cây roi thép, dũng cảm phi thường. Hồ Diên trước à, ta cũng nghe qua. Hắn đang ở đâu? Hắn đang là những đình chiếu đưa đóng nhé. Có bình tướng tinh nhuệ dưới quyền, thần muốn phong hắn làm chỉ huy sứ, dẫn quân chinh phạt, quét sạch Lương Sơn, nhất định giành được thắng lợi. Có thanh nhìn người chuẩn xác, mà sắp xếp khởi hành đi. Ngày hắn cải quan, ta sẽ lên chức cho. Mặt chiến thư hình trước, phổ kiến thái quý đại nhân. Hồ tướng quân xin đứng lên đa tạ thái quý đại nhân. Ngồi đi. Bà tướng nhận được tính chỉ không dám trì hoãn, liền ngay trong đêm trước đầu khấu kiến thái quý. Lần này bà tướng xuất chinh, được thánh thần giao phó trọng trách. Công tần thái quý chỉ bảo như bà tướng nguyện vì triều đình chết không hối tiếc. Hồ Diên tướng quân quá lời, nhân quan võ tướng đều là vì nước vì dân, tận trung tận lực nào dám chối từ. Dân lần này xuất chinh thì nói là diệt khỉ, nhưng khác những lần trước, phong tướng quân tính kế kỹ lưỡng, cùng lãng phu gánh giác mối lo cho thánh thượng. Đại nhân nói chí phải. Nào, đây là. Đại nhân, mặt tướng không có công lao gì, tấn hổ không dám nhận lễ này. Tướng quân xin đừng từ chối, đây là một ý tâm ý của lãng phu. Mong tướng quân nhớ cùng lão đệ phu nhờ, khi nào xong thì lão đệ sẽ lễ trọng hơn. Đa tạ thái quý đại nhân. Lần này ngài định cử ai làm tiên phong? Hồi đại nhân, bản tướng cũng khá hiểu. Bọn tìm cái tống giang ở Lương Sơn. Theo bạc tướng, thì Lương Sơn người đông tướng mạnh, bình mã dồi dào, không giống như là các bằng sơn tạc khác. Từ đề xuất chinh, bạc tướng chọn trên châu đoàn luyện sứ hàng theo, nhờ người đề xuất sân nhà võ, tướng dùng một cây giáo là bằng gỗ táo, người ta gọi là bạch thắng tướng quân làm tiên phong. Ngoài ra còn có dĩnh châu đoàn luyện sứ Bạch Bội, dùng một cây tiên ba, dũng cảm hơn người, làm phó tiên phong. Trên này thật là sảng khoái. Nào, cạn đi. Tên đi. Nào, đối diện trưởng. Vậy rồi hả? Nào, uống một chén đi. Đường sư hôm nay sao mà náo nhiệt quá. Đây là chúng ta phá Châu Cao Đường, cứ được sợi đại quan thương. Nó nghĩ là còn kiếm được bao nhiêu là lương thực. Tổng cộng mình cần cả lập được công đầu. Bây giờ đang ở từ nghĩa sảnh, đã tiệc mừng công. Như truyền thần, mẫu tam nương, mẫu đại trường và cô đại tẩu hôm nay chị em chúng ta canh gác, cho nên bài tiệc ở đây. Nào, uống chén rượu.
Hai vị từ từ dừng đi. Tâu cầu phải phá đại tướng quân sông tiến công diện trước, hướng về phía Lương Sơn. Bây giờ chỉ còn cách ta hơn 100 dặm. Ta phải đi bẩm với ca ca ngay. Cáo từ. Xem ra lần này lại có đánh nhau to rồi. Tiền mình đã đến, mau hàng đi. Nếu dám chống cự, tức là tự đi tìm cái chết. Bạch thắng tướng, hàng sau, xem ta nghiền nát Lưu Sơn. Bắt hết các người, bầm ra thành đàn mảnh. Nào, đánh trống cho khí thế. Người đó là Hồ Diên Chứ. Chính là Hồ Diên Chứ, hậu duệ của Hồ Diên Tán. Dũng cảm phi thường, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lương Sơn mà có được người này, Lâm Giáo Đồng, con có biết Ngô Diên Chiếu dùng thế trận gì không? Đề có nghe nói hình như là thiết giáp điên vàng mã.
Đến cái gì? Đâm đập bắn đi. Đưa binh, lập tức đưa binh, đừng để dừng dòng thêm nữa. Hôm nay đấu một trận thật sảng khoái, cho bọn Lương Sơn một bài học đáng giá. Sảng khoái thì có sảng khoái, nhưng Quan Chỉ tướng quân đã bị bắt, còn biết sống chết thế nào? Tôi giờ tay bọn ấy đã đích dữ nhiều, ngày mai lại mang thêm binh báo thù cho Bành tướng quân. Trận cây thắng đã bừng rồi. Tướng lĩnh Lương Sơn quả là khó đối phó, vượt ngoài dự liệu của ta. Ta nghĩ cẩn thận vẫn hơn. Lương Sơn có thể có bản lĩnh gì? Tướng quân xuất mã bọn chúng đã hoảng loạn rồi. Những người đại chiến với ta thì không nói, chỉ có người đàn bà dùng song đao, chính là chí dũng song toàn. Anh hùng trùm giới như Cường Thoa có thể dùng đao chặn được trăm hồ sơ của ta. Nhưng đàn bà ấy là Hổ Tam Nương, giang hồ gọi là Thế Trường Thanh, đúng là có chút bản lĩnh. Tướng quân, ngày mai ăn bài ra sao? Người Sơn thu ta trận này, nhất định sẽ rụt đầu vào mai, thì không dám xuất kích. Nhưng Lương Sơn vào quanh bởi cách đầm, nhất thời ta chưa nghĩ ra được cách nào. Tướng quân, ta đã cho người đi thám tính tình hình. Lương Sơn Bạc phong tỏa nghiêm ngặt, đúng là dạy thưởng có công. Theo quan sát vị tướng Sơn Bạc, nhất định phải dùng hỏa công mới mong thắng lợi. Đi, không mẫu danh bạch thắng tướng quân. Như hiện nay quân ta không có ai là tài pháo giỏi, nhưng mà đang là thời cơ tốt nhất để thừa thắng xông lên, không thể để lỡ. Tướng quân không phải lo lắng,
Tôi biết một người có thể giải quyết chuyện này. Mà nói ra đi. Người này tên là Năng Chấn, người ta thường gọi là Quan Thiên Lôi. Năng Chấn võ nghệ cao cường, binh khí thành thạo, khỏi phải nói. Hơn nữa hắn cực giỏi, dùng thứ súng có thể bắn được xa 14-15 dặm, không thành vấn đề đạn nổ chỗ nào là rung chuyển trời đất, dở đá ngã núi. Nhưng ta có người này hiếp sức, tấn công bỏ giặc nhất định thắng lợi. Ta cũng có nghe nói về hắn. Hàn tướng quân có biết hắn ở đâu không? Không xa đây này là bao, hắn đang ở phía châu. Hay lắm. Lần xuất chinh này, Đào Thái Quý đã hứa với ta, ta cần người nào hắn sẽ phái người đó tới. Nhưng không thể chậm trễ, người bà phái người. Bởi như Thái Quý, ngay trong đêm nay, đồng thời đội sứ mật diện lập tức phải Lăng Chấn đến cho ta. Vâng. Triều Thiên Dương, công minh cao cao. Trận ban ngày, Ban Kỷ bị Hổ Tâm Đường bắt sống, đã nguyện y quy thuận bắt sống, quy thuận sơn trại. Cái gì bà quy thuận hay không? Chỉ kháng báo thù cho anh em. Thiên Dương bất giận. Lúc này chúng ta đang cần người tài. Theo quy đề thì nên dưỡng cái này lại là hay nhất. Chỉ là một tên bại tướng, Tiêu Sơn ta cũng không phải lớn muốn thì đến. Nên Bình Kỷ đó cũng không phải là hạng tầm thường. Không chừng sau này Lương Sơn còn cần tới hắn. Công minh ca ca nói có lý. Không biết Bình Kỷ có lợi cho đại cục. Hơn nữa hắn rành rẽ về nội tình Hồ Diên Quân, lại là một dũng tướng, giữ lại đó nhất định là có lợi. Hơn nữa giữ hắn lại có thể chứng minh Lương Sơn ta rộng rãi. Tình Thiên Dương suy xét, không giết hắn thì cũng được, nhưng mà hắn nhất định phải lập được công. Hắn rành rẽ nội tình Hồ Diên Quân, hơn nữa đã tiết lộ một tin quan trọng. Tin gì? Trước khi khai chiến, có tướng Hàn Thao từng phái hắn đi thám tính Đường Thủy và Lương Sơn. Sau khi nắm rõ tình hình Hàn Thao, Hàn Thao căn cứ tình huống nhận định là sẽ dùng pháo tấn công công kích Lương Sơn. Sau trận ngày hôm nay, quân ta đã lui về sơn trại. Hàn Thao nhất định sẽ kiến nghị với Hồ Diên trước, chuẩn bị quả pháo. Nếu thật như vậy, chỉ tung ra một đang gặp nguy hiểm, không thể nào không phòng. Truyền lệnh cho cố sơn trại canh chừng thủy lộ. Vâng. Quân sư, cao cao, nghe ngóng thế nào rồi? Con viên chức phái người về kinh, tình sư một chuyện giữ lăng thần ở Phủ Thế Châu, giúp cho đại quân của hắn. Phủ Thế Châu hả? Hắn là người thế nào? Hắn là Quan Thiên Lôi, giỏi thuốc súng. Tôi dừng chức, điều hắn đi chỉ huy pháo chiến. Quả nhiên là thế. Nếu Hồ Diên Chiết mà có người này, đây là Lương Sơn không trừ được lâu. Quan Thiên Lôi phá pháo quanh tạc. Vâng sư, có ý gì không? Chỉ có một cách, mà nói ra. Súc gỗ dưới đáy, phái người chặn bắt Lăng Chấn. Tình huống khẩn cấp đúng là chỉ còn cách đó. Ai có thể đi bắt hắn chứ? Tiểu Liên Tản Qua Dương là tay thiện xạ, phái hắn đi trước là hợp nhất, cho hắn dẫn theo 100 quân xuống núi chặn bắt Lăng Chấn, mai phục trong đêm để quy hành sự, nhất định thành công. Được, cứ làm theo ý ngài. Người đâu? Truyền Qua Dân tướng quân đến tụ nghĩa đường nghe lệnh. Báo tướng quân, quân của Tấn Giang đã rút hết về Lương Sơn, đang nhập cố sơn trại, canh phòng đường thủy.
Tướng quân quả nhiên không phụng giao phó. Đến đây làm chúng sợ khiếp vía, rứt đầu không dám ra. Lần chứng cao giờ mới đến. Công gian cổ sư bậc nhiên sáng nay đã đến phủ Tế Châu. Lần chứng đã lên đường rồi. Theo ta tính toán thì hắn chỉ còn là vài canh giờ nữa là đến ngay. Được, người bào phái người đi đón hắn. Vâng lệnh. Ai cản đường đấy, mau tránh ra. Giết. Quân sư quả nhiên lương nhiệt như thần. Chứ đây quả nhiên là bắt được Lăng Chấn. Có tướng gân chất giả rồi. Khoan đã, ca ca, lời nói giáo cho giặc gì? Không thể nào không giết phòng hậu quả. Tại sao không giết ta? Ta như người không thù không toán, tại sao phải giết ngươi chứ? Bàn rượu đến. Nhưng quân đệ tiền trách chú sơn bạc ta một nồng hành hiệp trường nghĩa, chỉ giết bọn tam quan như lại. Anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đều là quân đệ của ta. Thế tại sao ngươi lại bắt ta? Nếu sư đang giao chiến với Hồ Diên Ước, ngày đó ngươi được điều đến để chỉ huy pháo chiến, nên mới nghĩ ra cách này. Bọn ta cũng không thể làm khác được, là ngươi hoảng sợ. Ta vốn không định đi giúp quan binh, nhưng chúng cứ ép. Hôm nay bị bắt chứ đề, cứ tưởng là chết chắc. Không ngờ chúng vui hậu đãi, ta cảm thích không vui. Đành chứng ngày dành chúng vui, chưa nghĩa hành đạo, tế cổ cứ bằng. Hôm nay được gặp, quả nhiên nghĩa khí hơn người. Đành cần không biết lấy gì báo đáp, tình giáo sức vì Lương Sơn. Cao cao, huynh đệ quá lời rồi. Nếu đã thế, sau này ta và đệ trở thành huynh đệ một nhà. Xin đến nhà quyết định một lại. Từ Ngộ Tống Lăng Chấn trên đường đi bị một tên lai lịch không rõ cướp đi mất. Tăng Tần hiện không rõ tung tích. Người nói gì? Tướng quân, chuyện này chắc chắn là do Lương Sơn gây ra. Thật đáng hận. Làm thế nào để phá niên hoàn mã đi? Ca ca, tiểu đệ biết ở Đông Kinh có một người phá được trận này. Thì đệ có quen hắn không? Người này là anh họ xa của đệ, trên sân cũng nhóm đầu từ Ninh. Hắn giỏi dùng câu liên thương giờ, giờ có thể phá được liên hoàn mã trận này. Ta biết người đó có một bộ giáp quý nhu nhặn, là bảo vật gia truyền quý nhân tính mạng. Nếu ta lấy được giáp ấy thì từ Ninh sẽ đến ngay. Hay lắm ca ca, tiểu đệ thân với hắn đã từng thấy bộ giáp đó. Có điều hắn khóa trong thư phòng, không cho ai thấy. Làm thế nào mới lấy được đi?
Ta phải đừng nói. Chuyện này để lo cho. Đúng đấy. Để đề ấy đi đấy là hợp nhất. Được. Ai đồng ý đi cùng với thời thiên? Cao ca, đã vậy rồi thì đứa đệ sẽ cùng với thời thiên đi lần này, thêm cách dụ từ Ninh lên núi. Vậy thì giờ đã nhờ hai vị rồi. Cao ca yên tâm. Trưởng quán đâu? Tiên điền báo tử thằng lòng, nhưng dám đem rượu giả cho ta uống để chiếc cái lưỡi đáng thương của ta. Tình là tôi quyết kết sạch cái quán nhỏ này của ngươi. Gửi lên Thương Long. Đây không phải là Lê Đại Ca sao? Ta có thấy chỉ hoặc cậu gái này mà gặp được huynh, thật là có duyên. Huynh đệ, đây làm gì? Tên chủ quán này dám lấy rượu giả lừa đệ. Ta vừa đập chán một trận. Nhưng huynh đệ này thân thủ giỏi quá. Người còn bị thương chứ, còn không sao. Là huynh đệ cả, ta giới thiệu một chút. Hắn là Thương Long. Hắn là thiên đệ quan ở phủ này đang. Phụ tử hắn là những tờ rèn hàng đầu, quá khen chỉ cho nên hắn đang làm việc dưới trướng trên lực tướng. Người nên này không những giỏi gió mà còn biết về rèn binh khí. Cái gọi là kim tiền máu từ, người dành kim tiền máu từ võ công cao cường từ lâu. Hôm nay thì đúng là có nhiều huynh đệ quá khen. Thang Long chẳng có tài cán gì, chỉ là một thợ rèn, phải khỏe thì mới rèn sắt được. Huynh đệ đây tên là gì? Hắn là sư đệ họ Thạch. Thạch của Hòn Đá. Có ít hàng muốn bán cho Long Phó Thủ. Ta giờ đi Đông Kinh kiểm hàng. Chúng ta đều là huynh đệ một nhà. Nào, nhà Trâm, nào một chén đi. Coi như là ta chịu phạt. Được. Đúng rồi, mang rượu đến đây. Chúng ta không sai không gì. Đi đâu? Đông Kinh, từ Ninh Phủ. Có ai không? Có ai không? Xin hỏi đi, có phải là phủ của Kim Sang giới đồ từ Ninh không? Dân. Xin báo lại với chủ nhân, có kim tiền báo tử Thăng Long cầu kiến. Được, xin chờ một chút. Cào cạn chén. Cà ca, để hiểu hai người. Muốn từ Ninh Quỳnh lên núi, đầu tiên là phải trầm báo giáp và để Quỳnh đấy đuổi theo. Cái này đúng là một cái hay. Cái điều từ Ninh ca ca vốn kỳ tính thì chẳng phải được cho phép đâu. Lên gần bộ giáp đi. Muốn trầm đó, e rằng không dễ. Huynh đệ à, thời tiên huynh đệ đây là thiên hạ đệ nhất thần trầm. Có quân đấy thì không sợ không trộm được giáp. Thành Long quân đệ nói có lý. Tiểu đệ quả là có vài phần bản lĩnh, nhưng mà đệ không thông thạo nơi này. Hay là từng Ninh quý giáp hơn người, bảo vệ cẩn mật, không cẩn thận thành cướp của, đừng trộm bắt cướp. Cần phải nghĩ xem là thế nào để trộm ngay trong nhà của một cách êm thấm. Phải bằng tính cẩn thận mới được. Thật ta không cần tính toán nữa. Để tiểu đệ biết từng trộm thần giáp gì, để chúng ta đỡ phải mạo hiểm, đỡ mất công. Không phải là ca ca không có lòng tin ở đây, nhưng muốn bàn đến công phu trộm cắp, sao để bị được với thầy Thiên Ca? Đúng, đúng vậy. Thầy Thiên Ca, bàn đến cao quyền, em đâu dám so sánh với huynh ấy. Nhưng mà em có một thứ mà huynh ấy không có, đó là em với Từ Ninh không biết đến đâu. Vài năm trước anh cũng làm giáo đầu ở kinh lược phủ. Chúng ta tình như huynh đệ,
chỉ cần ta vào được nhà hắn, tìm cơ hội, hắn không bao giờ đề phòng ta cả. Bảo giáp chẳng phải tới tay rồi sao? Đành là đỡ thế. Nhưng công minh ca ca phái hai chúng ta xuống núi trộm bảo giáp, chỉ để một lòng muốn lên Lương Sơn. Mong hai vị ca ca cho tiểu đệ một cơ hội lập công, tìm được bảo giáp đem quyền như món quà ra mắt. Mong hai vị tác thành. Nào, từ từ thôi. Đã tạo ca ca mang trà lên. Dân bây giờ chưa gặp may mắn, bán trời tách đất cũng không có tích sự gì. Đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Để lại đây với ta mấy hôm, ngày mai ta đi tìm nhà tên sai bạc. Có sức ổn thỏa rồi hãy bàn tiếp. Càng ta tấm lòng của huynh đệ nhận rồi, nhưng làm sao để ở lại nhà huynh được? Cái gì phiền chết. Ta dặn ngươi gia tình thế nào, còn cách cứu với ta nữa sao? Ta đi gọi chị dâu để ra thì dọn cho đệ một phòng. Để cứ ở đây đi, những chuyện khác từ từ bằng. Ân tình của đại ca, tiểu đệ sẽ nhớ mãi trong lòng. Sau này tiểu đệ có tiền, nhất định sẽ báo đáp đại ca. Công dân nhà ta dặn ta dọn dẹp một phòng sạch sẽ ở hậu viện, mời đại gia tạm ở đó. Nhà ngươi lớn quá, còn có cả thư phòng. Nhưng còn gì nữa, thư phòng của lão già lớn lắm, ở ngay hậu viện. Nhưng bình thường thì thư phòng bị khóa, lão già không cho phép, bọn tướng nhân đều không được vào. Tự như khi mà ngủ lắm rồi, ngày nào cũng phải dậy sớm thế này sao? Gần đây thánh thượng tuần tra Lâm Phủ Cung, lớn gia nhà ta thì ngày nào cũng phải canh năm đi Lâm Phủ Cung hầu hạ. Chúng tôi cũng phải dậy từ canh tư, nấu canh chuẩn bị điểm tâm cho lớn gia, hầu hạ lớn gia và tùy tùng dùng cơm. Thế nên ngày nào cũng ngủ không đủ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.